Hôm nay Picozin được giới thiệu với các bạn đồ dây cáp Microt Belecom MPAAMBO2U07. Thiết kế nhỏ gọn, dây cáp Microt Belecom MPAAMBO2U07 bi cây đen có kiểu dáng nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng cho vào ba lô, túi sách hay cốp xe kết nối đơn giản, dây cáp Elecom sử dụng với thao tác khá đơn giản, bạn chỉ cần cắm cáp vào thiết bị là đã có thể sử dụng được ngay tức thì. Chỗ trợ cổng kết nối tương thích với hầu hết các thiết bị di động giúp thiết bị của bạn truyền dữ liệu như nhạc, hình, clip hay cày đặt phần mềm qua lại với máy tính trở nên dễ dàng và thuận tiện. Sạc pin bằng hai cách với dây cáp micro USB Elecom 2 u 07 b cây bạn có thể sạc pin thông qua cổng USB của máy tính hoặc dùng cáp chuyển đổi để kết nối thiết bị với đế sạc. Dây dài 0.7m, Elecom Elecom MPA 2 u 07 b cây có độ dài 0.7m giúp bạn dễ dàng kết nối các